khó khăn thì không phải là của riêng ai anh ơi. Mà em nói thật nhá, em không giúp được anh đâu. Đến cái lúc mà hoạn nạn thì trở mặt ngay được. Tôi cho ai nợ bao giờ đâu. Tôi sống sướng quen rồi, khổ không chịu đâu. Thôi, em bận rồi, em đi đây. Cậu đến muộn rồi, cũng chả giúp gì được cậu đâu. Đi một đi. Bây giờ ấy, anh sẽ đưa em đi mua sắm, rồi chúng mình đi ăn. Em chào anh chị. Chả mấy khi anh chị về chi nhánh làm việc, hay là để em đánh ô tô đưa anh chị đi tham quan một vòng, anh chị thấy sao ạ? Thôi, hẹn chúng khi khác, bởi vì hôm nay anh chị có hẹn rồi. Tiếc quá, em chỉ đợi anh chị có dịp về đây để đưa anh chị đi chơi, vậy mà không được. Thôi, còn nhiều dịp mà, coi như hôm nay chị ghi nhận công của chú, không phải lo đâu. Vâng, anh chị chỉ cần bảo với em một tiếng, thì dù có nhảy dầu sôi lửa bỏng, em cũng cảm lòng. Em xin thề, em hứa, em đảm bảo đấy ạ. Sao hôm nay lại có thằng ăn xỉn ở đây nhỉ? Mọi lần em có thấy đâu nhỉ? Thôi, để em ra em đuổi nó nhé. Từ từ đã. Dù sao thì đây cũng là một cái duyên, cứ để tôi nói chuyện với nó xem sao. Anh, việc gì em phải làm thế? Làm gì có ăn xin nào mà thế? Bình thường ấy, nó chỉ xin 5.000, 10.000, cùng lắm là 20.000. Chứ có thằng ăn xin ăn mày nào mà xin tận một hộp đánh giày cũng phải 100.000 ấy chứ. Chả mấy chốc ấy, có khi mai sau nó còn giàu hơn cả mình ấy. Cái thứ ăn xin ở đâu, ăn mày còn nói sơ gấc. Bây giờ thế này, Bảo đưa chị đi mua sắm giúp anh, rồi tí nữa anh xong việc ở đây, rồi anh sẽ tới sau nhá. Dạ, tuy rằng bố em đang làm việc, nhưng mà chỉ cần anh chị ra dạy là em làm ngay và luôn ạ. Anh cứ để chị cho em lo, đảm bảo không mất một sợi tóc nào anh ạ. Dạ, em mời chị ạ. Đi, em đi đi. Này cháu, lúc nãy ấy, chắc là cháu cũng nghe thấy cô nói rồi. Chú thì nghĩ cô nói cũng không hoàn toàn là sai. Chú vẫn đang thắc mắc tại sao cháu lại đi xin một hộp bánh dày. Cháu có biết giá trị của hộp bánh dày là bao nhiêu không? Dạ thưa chú, theo như cháu tìm hiểu thì hộp bánh dày thì có nhiều giá. Rẻ thì tầm vài chục, nhưng sẽ nhanh hỏng. Còn loại tốt thì tầm vài trăm nghìn ạ. Thế cháu định cả đời đi đánh giày à? Chú là giám đốc của một công ty, cho nên ấy, chú sẽ không bao giờ đầu tư vào những thứ mà mình không thể sinh lời được. Dạ không đâu chú ạ, cháu chỉ làm xong dịp hè thôi ạ. Còn vào năm học, cháu sẽ đi học ạ. Tại nhà cháu nghèo, bố cháu thì đi chạy xe ôm, còn mẹ cháu thì đi gom rác, không đủ tiền cho cháu đóng học phí ạ. Làm thế nào để chú có thể tin được cháu? Bây giờ cháu có nói gì mà chú không tin thì vẫn là không tin. Hay chú cho cháu may rủi với cháu đi ạ? Cháu đứng top 3 toàn trường đấy ạ. Chú giúp cháu bây giờ, chú cho cháu xin địa chỉ, sau này cháu sẽ gửi chú Đông Hoàng ạ. Thôi được rồi, bây giờ thế này, cháu với cả chú sẽ làm một giao kèo. Hai người sẽ trao đổi địa chỉ cho nhau. Nếu sau này cháu thành công, cháu sẽ tìm lại chú để trả lại tiền. Còn nếu mà chú mà biết cháu nói dối ấy, thì chú sẽ tìm tận nhà cháu và đòi cả gốc lẫn lãi. Cháu có đồng ý không? Được chứ ạ. Rồi, cho chú mượn. Đây, địa chỉ của chú. Dạ vâng ạ. Chú tặng cháu cái này, hy vọng cháu sẽ vẫn giữ được lập trường của mình. Nên nhớ, sau này dù có thất bại thì cũng không bao giờ được lùi bước, nghe chưa? Vâng ạ. Còn đây, chú cho cháu tiền để đi mua hộp đánh giày nhé. Cháu cảm ơn chú ạ. Cháu nhớ rồi ạ. Chú Bảo, chú Bảo. Từ khi chú nghỉ ở công ty anh, dạo này
chú làm ăn lớn thật nhờ. Anh gọi mãi cho chú bao nhiêu cuộc mà máy toàn bận. Anh phải đợi chú ở đây mãi mới gặp được chú. Dạo này em bận lắm, lại còn công việc ở công ty, nhà bao việc. Thôi, bố em đang làm viện, em đi đây. Kìa chú, anh chỉ nói vài câu thôi, không làm mất thời gian của chú đâu. Chẳng giấu gì chú là đợt vừa rồi, anh vừa dồn hết tiền nhập một lô hàng ở nước ngoài. Nhưng mà không may, nhập phải hàng giả, đi hải quan giữ. Bây giờ nói thật với chú là anh đang kẹt quá. Khó khăn thì không phải là của riêng ai anh ơi. Mà em nói thật nhá, em không giúp được anh đâu. Em vẫn nhớ là anh nói làm kinh doanh thì không nên đầu tư vào những chỗ không thể sinh lời cơ mà. Anh quên nhanh thế. Thôi, em bận rồi, em đi đây. Chú Báo, chú Báo. Chịu giúp mình chưa? Không, chẳng có ai chịu giúp cả. Đúng là cái thằng khốn nạn mà trở mặt nhanh hơn cả bánh tráng. Anh nhớ không, hồi xưa ấy, khi mà anh còn đương chức đương quyền thì bọn nó xếp hàng dài dài ra nịnh nọt các kiểu. Còn cả thằng Bảo nữa, lúc nào húm núm chị em ngọt xớt ra. Đến cái lúc mà hoạn nạn rồi ấy, trở mặt ngay được. Thế thì người ta mới có câu: lúc khó khăn thì mới biết ai là bạn, lúc hoạn nạn thì mới biết bạn là ai. Nhà đang cầm cố nữa, bây giờ ngân hàng nó siết nợ cho thì chỉ có ra đường mà ở. Con trai thì còn đang học bên Nhật hơn một năm nữa, bây giờ không có thì lấy tiền đâu ra nữa. Mà cũng tại anh thôi, bây giờ anh muốn làm gì thì làm, tôi sống sướng quen rồi, khổ không chịu đâu. Không chịu được là sao? Ý của con là gì? Con muốn gì con nói thẳng ra đi, đừng có bảo úp úp mà mở như thế nữa. Tôi cũng mệt lắm rồi. Mệt thì làm sao? Anh là đàn ông mà anh không lo được cho gia đình à? Để vợ con phải khổ như thế. Khổ quá ấy, cứ ly hôn, đưa con tôi về sống. Im mồm đi. Trung ơi, ông còn định làm khổ tôi đến bao giờ nữa đây? Lúc nào cũng say say dỉn dỉn như này nữa. Cô im mồm đi. Sao cô bảo là không cần cái thằng này nữa cơ mà hả? Còn kêu than vãn cái gì? Đúng rồi đấy, đúng là tôi muốn ly hôn đấy. Thì làm sao? Cầm mồm đi. À, nhà có khách đấy, ra mở cửa xem ai. Khách của ông ấy, ra mà tiếp. Ôi là có khách, khách của ai? Cho cháu hỏi. Đây có phải nhà của chú Trung, có vợ là cô My không ạ? Đúng rồi, nhưng mà bây giờ nhà tôi phá sản rồi, cậu đến muộn rồi, cũng chả giúp gì được cậu đâu. May quá, cháu tìm mãi mới được hai người đấy ạ. Cô vẫn trẻ đẹp như ngày xưa cô ạ. Xin lỗi cậu, gia đình chúng tôi đang rất là rối ren, mời cậu về cho. Nhưng cháu là người quen của chú Trung. Cháu tới để trả nợ ạ. Kìa, có người đến trả nợ kìa. Cái gì? Nợ nần gì tầm này? Tôi cho ai nợ bao giờ đâu. Thôi, bảo người ta về đi. Thế chồng tôi cho cậu vay bao nhiêu? Dạ là 200.000 ạ. Đúng rồi, cháu có cái này. Cô chú nhìn chắc chắn là sẽ nhận ra ngay. Sáng nay cháu đọc tin trên báo, thấy thông báo công ty chú bị phá sản. Cháu so sánh tên và địa chỉ thì hóa ra đúng là chú. Vậy cháu là
thằng bé đánh giày năm xưa à? Không ngờ bây giờ cháu đã lớn và sang trọng như này rồi đấy. Dạ vâng, bây giờ cháu còn có công ty riêng được chú ạ. Tốt. Sắp tới cháu có một dự án trị giá 5 tỷ muốn đầu tư vào công ty của cô chú đấy ạ. Cái gì? 5 tỷ á? Tại sao cậu biết công ty tình hình của chúng tôi như thế này mà vẫn còn định đầu tư? Vì cháu tin chú. Năm xưa chính chú đã nói với cháu, dù có gặp bất cứ khó khăn trở ngại gì thì cũng đừng bỏ cuộc. Đó chính là động lực để giúp cháu có thể đương đầu mọi thử thách và trở thành một người như ngày hôm nay đấy ạ. Ơn của chú cháu sẽ không bao giờ quên đâu. Cháu đúng là một thiên thần mà. Chú Trung là một thiên thần cô ạ. Chú cảm ơn. Chú cảm ơn cháu nhiều lắm. Chú đừng nói vậy. Cháu mới là người phải cảm ơn chú đấy ạ.